Hello các bạn, bây giờ tôi sẽ đua xe đạp với nhà của mình. Cho nhà tôi đi xe hơi. Tôi sẽ đi xem. Mật khẩu cửa hả? 00 1792. Rồi bắt đầu đua nha. Tôi mở lại Facebook là để cho mấy anh chị em mà nuôi thú hoang dã có thể tiện lợi liên hệ Tuy Un. Bởi vì từ khi mà Tuy Un không giải cứu động vật, không làm việc với các tổ chức bảo vệ động vật nữa, thì tình hình là thú hoang dã vẫn bị làm hại. Đó là lý do Covid-19 vẫn không hết ở Việt Nam là như vậy. Nên tôi vừa chạy đua với các bạn. À không, chạy đua với nhà của tôi luôn. Qua bên quận 7. Vì dịch Covid thì ông sẽ sống ở bển, không sống ở quận 3. Ở quận 3 thì cũng được, nhưng mà do là có mấy em sinh viên thuê ở trọ đó, nó sẽ đông. Mấy em thì không có cơ hội đến những cái nơi khác tốt đẹp hơn, nên tôi phải ra bên ngoài ở để nhường cái nhà mình lại cho mấy em ở. Nên giờ tôi đang sống ở căn hộ Him Lam Riverside quận 7. Là một người tự do tự tại, muốn sống sướng cũng được, muốn sống khổ cũng được. Thời gian qua tôi đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ thiên nhiên và động vật, nhưng mọi thứ dường như là con số 0, bởi vì khi tôi không làm nữa thì không ai làm. Đó là lý do bắt đầu tôi phải chơi Facebook, phải chia sẻ, phải nói cho mọi người hiểu và tại sao tôi phải như vậy như thế kia. Tất cả đều có nguyên nhân. Các bạn ủng hộ kênh YouTube của Tuy Un thì cái việc bảo vệ thiên nhiên động vật hoang dã ở Việt Nam mình mới thành công được, đó là sự thật. Còn không ủng hộ thì không thể cứu được. Tình hình cuộc sống ngày một khó khăn như hôm nay là do những nghiệp bất thiện mà các bạn đã tạo cho thiên nhiên và động vật, cha mẹ các bạn, và ảnh hưởng là tới đời con cháu của các bạn. Thí dụ như là nói về tình trạng mà rái cá đi, tôi bỏ chơi Facebook 3 tháng qua là có hơn 10 ca gọi tôi luôn, hỏi tôi về cách nuôi rái cá. Các tổ chức bảo vệ động vật thực sự họ không giúp các bạn cứu được động vật hoang dã, mà chỉ có tôi luôn thôi. Họ bắt trước tôi luôn, họ dùng cái sự uy tín của tôi luôn, họ cần đến tôi luôn, nhưng rồi họ sẽ dập tôi luôn. Bởi vì khi tôi quá nổi tiếng thì họ sẽ dìm dập tôi luôn. Tôi đã nhìn ra điều này cách đây 3 năm trước rồi, nên đó là lý do tôi hạn chế sự tương tác của mình trên YouTube. Tôi tắt đi bình luận hết. Không phải chỉ để vì quyền bảo vệ trẻ em, mà cho cái thế giới động vật hoang dã của mình nó lắng xuống. Để tôi muốn coi khi mà tôi không làm nữa thì các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã sẽ làm gì cho thiên nhiên động vật ở Việt Nam. Hay họ chỉ đang làm muốn nhận được thú nuôi từ tôi, những con thú mà tôi cô mang, để rồi họ xin tiền viện trợ nước ngoài, rồi họ để mặc cho nó chết ngoài tự nhiên. Và tình trạng là rái cá đến ngày hôm nay vẫn bị bắt làm thú cưng và chết rất là nhiều các bạn, mỗi ngày mỗi tháng. Và mùa rái cá sinh sản đã có hơn 20 ca hỏi tôi về cách nuôi rái cá. Nếu tôi không chỉ các bạn, tôi im luôn, tôi dẹp luôn các Facebook thì sao, thì sẽ không ai giải cứu động vật, không ai hướng dẫn, không ai làm điều đó ngoài tiêu đâu các bạn. Nhấn like và ủng hộ kênh YouTube tiêu. Muốn còn cứu thú hoang dã đúng cách thì liên hệ tôi. Tôi đến bây giờ vẫn đi xe đạp mọi người. Đi xe đạp từ nhỏ tới lớn và chỉ đi bộ. Khi nào đi với gia đình của mình tôi mới đi xe thôi. Tôi không có xe gì khác sang bằng chiếc xe đạp này. Tiền cứu động vật của tôi đã lên hàng chục tỷ đồng, nhưng đó là đổ sông đổ biển. Nhìn những tòa nhà chọc trời từ những trang web mà tôi đã tạo ra cho các đại gia tỷ phú, chỉ giúp cho họ giải quyết được công ăn việc làm cho các bạn. Nhưng còn thiên nhiên và động vật thì sao? Không làm được gì cả, không thay đổi gì cả. Nên Việt Nam phải đón nhận ngày phán xét mà đáng ra là phải có từ rất lâu. Mọi người phải thức tỉnh vì điều đó.
Và hôm nay tôi lên tiếng vì điều đó, bởi vì tôi không muốn chứng kiến cảnh thú hoang dã tiếp tục bị hại. Tôi vừa mới bơi kêu gọi bảo vệ sông Sài Gòn xong, tôi đã dùng hết tiền bảo vệ động vật rồi. Và tới lúc mà tôi làm những hành động vì môi trường, ai là người sẽ cho tôi? Ai là người sẽ hỗ trợ tôi? Không có ai hết các bạn. Tôi tất cả đều phải dùng bằng tiền của tôi đấy. Họ chỉ lên mạng, họ khoe họ rất là giàu, họ rất là từ thiện, thiện nghĩa này kia, nhưng họ không giúp tiêu đâu các bạn. Tôi đang giúp thế giới, thiên nhiên và động vật. Bởi vì con vật nó không có cái miệng để nó nói, để nó PR cho mình, nên chả ai muốn giúp con vật làm gì. Người ta luôn nghĩ rằng con người còn cứu chưa xong, cứu con vật làm chi. Thôi tôi đua đây. Ok, tôi đã đạp xe tới nơi rồi. Mà nhà tôi thì vẫn chưa tới. Đi xe hơi đó mọi người. Tôi đạp xe thì không có bị mỏi chân, nên cứ thế mà tôi đạp còn nhanh hơn cả xe máy nữa. Tôi chỉ sợ chiếc xe bị hư thôi, bởi vì đạp nhanh quá chiếc xe này nó chịu không nổi. Chiếc xe này đã đồng hành cùng với Tuyên hơn chục ngàn cây số rồi. Tuyên không có tiền để khoe như mọi người, bởi vì Tuyên thấy tiền rất là bình thường. Mà người ta có tiền thì người ta dùng tiền đó để mê hoặc các bạn. Họ không mê hoặc các bạn được bằng sức khỏe và trí tuệ. Tiền không giúp được các bạn vui như thế nhé. Ok. Thank you. Ok. Ủa mày thấy tụi mình chạy nhanh không mày? Nhanh. Siêu nhanh luôn đúng không? Thầy ơi, bây giờ đi sang. Thầy báo điện tử hoài. Thầy báo điện tử, bữa nay lên điện tử luôn hả chị? Giờ chưa? Không mở được. Em chụp hình á, chụp hình để đừng có lên Zalo. Ừ, chụp cái hình qua. Khai báo điện tử cho nhanh nè mọi người. Tăng. Rồi làm cái gì nữa chứ? Rồi để nó hiện lên nè. Hay quá. Rồi. Đó. Dạ rồi. Rồi vô đi. Vô đi. Nếu chịu khó tập luyện từ trước thì đến ngày hôm nay đâu có bệnh tật. Khỏe mạnh quá mà mọi người. Đi cầu thang kiểu đi cầu thang kho gì vậy, cho sốc vậy ha. Ủa vậy là Tâm Anh nó cũng bị luôn hả? À, đúng rồi. Xung quanh chúng ta giờ toàn F1, F0 không vậy ta? Tôi sẽ em chắc không được chứ. Mở ra. Chắc không được. Qua kho đi, qua bên cầu thang bình thường đi. Hơn 25 năm không hề bệnh tật. Sướng. Covid-19 là gì đâu chứ. Thấy chưa mọi người, cứ sống tích cực và làm những việc tốt, chả có bệnh tật nào đến với thân. Mọi tai ương, hiểm họa sẽ được tiêu trừ. Vàng thật không sợ lửa. Vàng thật là không có sợ lửa đúng không mọi người? Tiên cá quá là mạnh mà. Cho mấy bạn nói xấu tiên cá thoải mái. Lọc sạn đồ hết chưa? Mấy cái đồ ăn để đồ vừa nấu hả? No. Em về hết đi. Không, có để lại chó xài á. Nè. Tôi đang sống với một cái thằng em ở bên Mỹ. Nhưng mà này nó ở chung với tôi mà nó bài bố nhiều quá. Mỗi lần qua bên này tôi phải dọn dẹp. Thì người nhà của em đó mới gửi đồ qua cho em đó với tôi ôn xài.
Nhưng mà thật ra tôi chả có xài gì ba cái đồ đó. Tôi ăn uống đơn giản, sống đơn giản, ai cho gì ăn đó, chứ tôi đâu có nhu cầu sử dụng nhiều vật chất như thế. Cách đây 3 bữa, căn nhà này rất là sạch sẽ khi tôi đi, nhưng khi tôi về nó giống như một cái thùng rác. Thấy chưa, con người càng có nhiều vật chất thì con người càng xả rác ra chứ thôi, cứ có gì đâu mà cứ xài như vậy thì mất phước. Đây, thằng em này nó ở như đây đóng rác đây. Và tôi ôn sẽ dọn dẹp sạch căn nhà này. Cái thằng này bên Mỹ á, nó là bạn của tỷ phú Tesla. Nhà của em đó thì cũng là triệu phú bên Mỹ rồi. Thì người ta ăn chơi nhưng mà người ta có chừng mực. Còn nhóc này ăn chơi không có chừng mực. Nên bây giờ phải về Việt Nam để được tôi ôn hướng dẫn cho lại cách sống. Cuộc đời của tôi gắn liền với rất nhiều tỷ phú. Giống như Việt Lót đi. Mấy thằng em Việt Lót là thằng Việt nè. Tuấn Quấn nè. Tuấn Quấn thì cũng học rất là giỏi bên Mỹ, ăn chơi cũng rất là dữ, nổi tiếng ở bang Cali. Mà bây giờ Covid này Tuấn Quấn về Việt Nam bị bạn bè dụ dỗ ăn chơi cần sa, hút sách, xì ke, cây, đồ các kiểu, kẹo. Bạn bè nó cứ rủ mình đi chơi, rồi bắt đầu nó dụ mình vô con đường lầm lỗi. Thế là Tuấn Quấn bây giờ đầu óc có vấn đề. Toàn là trong gia đình đại gia, tỷ phú, triệu phú. Tuấn cũng làm website cho những ông lớn nổi tiếng ở Việt Nam. Hay là cháu của Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ cà phê Trung Nguyên, cũng bạn của Tuy Un ở bên Singapore. Em này thì cũng không ăn chơi gì mấy. Nói chung nói ra để mọi người biết, trong cái cuộc đời của Tuy Un đã chứng kiến nhiều người giàu, rất là giàu, ăn chơi và xa đọa. Rồi cũng chứng kiến rất nhiều người đẹp. Bởi vì tôi làm phó quản lý sân khấu Lan Anh một thời, gặp biết bao nhiêu là hoa hậu, người mẫu, MC, diễn viên nổi tiếng, Trấn Thành hay Harry Won gì. Tuy Un đã từng nói chuyện, gặp nhau, làm việc hết rồi. Nhìn sự thành công của mọi người, Tuy Un rất là cảm ơn, rất là chúc mừng cho mọi người. Nhưng khi á, mọi người quên đi những cái điều tốt đẹp xung quanh chúng ta, quên đi những điều chúng ta cần phải quan tâm cho cuộc sống này, mọi người xài hưởng hết phước, mọi người lại làm lỗi. Tuy Un thì vẫn như vậy, vẫn là một chàng trai không tuổi, đầy sức khỏe và trí tuệ. Trong cuộc đời của Tuy Un, các bạn đã gặp Tuy Un, các bạn đã thấy được Tuy Un như thế nào. Tuy Un vẫn là như vậy. Các bạn có thành công hay các bạn nhìn lại, nhờ gặp Tuy Un các bạn mới thành công, nhờ gặp Tuy Un các bạn mới thay đổi. Sự ảnh hưởng của Tuy Un tạo ra thế giới tiên cá, giúp cho Việt Nam yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật. Nhưng khi các bạn từ bỏ Tuy Un, và khi Tuy Un cũng từ bỏ các bạn, tôi muốn để các bạn có thể làm được gì nếu không có sự hướng dẫn của Tuy Un. Nhưng các bạn không làm được những điều mà tôi mong muốn, nên bây giờ tôi phải bắt đầu quay trở lại và nói chuyện với mọi người, hướng dẫn mọi người cứu động vật, hướng dẫn mọi người làm sao để có sức khỏe, thoát khỏi bệnh tật, dịch bệnh Covid này kia. Tuy Un làm được. Đó cũng là định mệnh của tiên cá biết tất cả rồi. Thấy đấy, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng đã từng đến Việt Nam để làm việc với Tuy Un về hệ thống website, xây dựng hệ thống bảo mật này kia. Nhưng tôi vì giải cứu động vật không thể làm được. Hay bạn của tỷ phú Mark Zuckerberg là anh Red, rất là nổi tiếng về giới cổ phiếu, cũng đã về Việt Nam gặp Tuy Un, chơi với Tuy Un một thời gian. Nhưng rồi sau, khi thế giới bắt đầu đối mặt với thiên tai dịch bệnh, thì mọi người thấy rồi đó, chùm cổ phiếu hả? Chết luôn, Bitcoin chết luôn. Bởi vì sao các bạn không biết?
không biết nhìn, không có con mắt trí tuệ để nhìn xa hơn nữa về những thứ mà mình phải làm. Cứ lo làm giàu lên. Giàu lên để làm gì? Đến mức nào đó thì các bạn cũng sẽ nhận ra rằng không còn cái gì để mình khai thác được nữa, và thiên nhiên động vật mất hết cả rồi, thì đời con cháu các bạn sẽ phải lãnh quả báo. Và sự giàu đó là bất thiện chứ không có gì sung sướng. Bây giờ hiểu chưa?